Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh YouTube của Điện Máy Phúc Khánh. Trong video lần này, Điện Máy Phúc Khánh xin được hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và khắc phục tình trạng quạt điện quay chậm và quay yếu. Thì nguyên nhân đầu tiên đó chính là cái bộ phận cánh quạt cũng như là cái bộ phận hộp điện bên trong, bên đằng sau đây có bị dính quá nhiều bụi bẩn dẫn đến là quạt quay chậm. Thì để khắc phục tình trạng này thì chúng ta sẽ tháo cái lồng ra mà sẽ vệ sinh. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nhé. Nó có một cái khớp cá này. Đây, các bạn nhìn thấy ạ. Thì chúng ta sẽ tháo cái khớp này ra, rồi men theo tay đây là mình sẽ tháo được cái lồng quạt này ra nhé. Mình sẽ tháo ra, mình sẽ vệ sinh luôn cái bộ phận cánh quạt cũng như lồng quạt này. Thông thường thì chúng ta sẽ vệ sinh cái bộ các bộ phận này khoảng tầm từ 1 đến 2 tuần một lần, tùy theo cái nhu cầu sử dụng và cái môi trường ở chỗ các bạn đang sinh sống. Thì chúng ta có thể một là đi rửa bằng nước sạch. Đấy, hai là chúng ta sẽ lấy một cái khăn sạch, chúng ta sẽ lau và vệ sinh đi. Đấy. Và chúng ta cũng có thể rửa bằng nước sạch. Việc vệ sinh này cũng sẽ rất là đơn giản thôi, không mất quá nhiều thời gian và cũng không có đòi hỏi là chúng ta quá am hiểu về mặt kỹ thuật. Đấy, các bạn có thể tự làm được ở nhà. Nếu bạn nào mà kỹ thì chúng ta phải rửa nước, chúng ta lấy bàn chải là ngâm để đánh cho sạch hơn. Rất là nhiều bụi bẩn đúng không ạ? Quạt sau một thời gian sử dụng thì thường những cái bụi bẩn này là trong cái môi trường sinh sống của chúng ta này. Nhất là những các nhà nào mà gần mặt đường rất là bụi. Rồi, sau khi mà chúng ta vệ sinh xong rồi mà máy quạt của chúng ta vẫn chạy chậm thì có một nguyên nhân tiếp theo, đó chính là cái động cơ quạt này nó bị khô dầu. Thì để kiểm tra xem là động cơ có bị khô dầu hay không thì chúng ta chỉ cần là quay cái cánh này. Đấy, các bạn quay này xem là nó có bị cản trở lại không nhé. Nếu mà cản trở lại chính là cái động cơ này cái đang bị khô thì chúng ta sẽ tháo ra. Cho điểm lấy tô vít thôi. Các bạn tháo ra. Nhớ là khi chúng ta tháo ra thì các ốc vít thì chúng ta nên để gọn vào một vị trí các bạn nhé, hạn chế trường hợp là bị thất lạc sau khi mà chúng ta tháo ra. Thường mặt trước nó sẽ có hai cái này, đằng sau nữa. Rồi đây. Đấy. Khi mà cái động cơ nó bị khô dầu ấy thì là dẫn đến là cái quạt nó sẽ quay chậm. Thì chúng ta chỉ cần nhỏ vào cái dầu vào đây, vào cái trục động cơ này thôi. Đấy, các bạn nhỏ dầu vào trục động cơ này thì là sẽ quạt sẽ lại quay hoạt động lại trở lại bình thường. Nguyên nhân tiếp theo nó là do chính là cái tụ điện của máy bị hỏng, bị yếu. Thì bộ phận tụ điện thì nó sẽ nằm ở dưới cái chân đế quạt đây. Nó có bốn cái vít ở dưới chân đế. Hiện tại thì mình đã tháo hết ra rồi nhé. Chúng ta tháo ra. Chà, đây chính là cái bộ phận tụ để giúp cái quạt làm việc. Nhưng mà các bạn nhìn đây, nếu mà chúng ta là cái người mà am hiểu về phần kỹ thuật ý, thì các bạn có thể là tự tháo ra đây nhé. Tháo đúng một cái này rồi thôi, mình tháo ra. Trên cái tụ quạt này nó có thông số. Đây, các bạn nhìn thấy ạ, 2 mi này. Amifada này cộng trừ 5% này. Đấy, các bạn chỉ cần tháo cái này ra và chúng ta mang đến một cái cửa hàng bán đồ điện tử ấy, thì người ta sẽ đưa cho cái tụ đúng cái thông số như này. Đấy, thì như khi đó chúng ta thay
thay vào và quạt sẽ lại hoạt động bình thường. Một nguyên nhân nữa khiến quạt điện bị quay chậm đó chính là cái cuộn dây đồng này. Đây, cuộn dây đồng này nó bị đứt đấy, hoặc là chập cháy. Thì trong quá trình sử dụng thì cái nguyên nhân này sẽ là nguyên nhân ít nhập vào nhất. Đối với nguyên nhân này thì chúng ta cần phải mang ra tiệm để sửa chữa, vì các bạn sẽ không thể có hết những cái đồ dụng cụ chuyên dụng để chúng ta quấn lại cái động cơ này được, cái cuộn dây đồng này được. Đấy, rất là phức tạp. Điều này chúng ta phải đòi hỏi là ra các tiệm sửa chữa chuyên về cái đồ dân dụng này thì chúng ta mới sửa được. Vừa rồi thì Điện Máy Phúc Khánh cũng đã cùng các bạn tìm hiểu những nguyên nhân và các cách phục tình trạng quạt điện quay yếu và quay chậm. Hy vọng đã giúp quý khách xử lý được khi mà quạt điện nhà mình bị gặp những cái tình huống này. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc là hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ hotline là 0904 755 838, 0862 685 838 hoặc truy cập website điệnmayphukhanh.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.